Ta bế quan bao nhiêu năm, tin chắc rằng số bạn bè cũ ở giang hồ nhớ ta lắm. Mộng Liên, ngươi hãy phát thiệp giùm cho ta, báo cho số bạn bè cũ của ta, ta sẽ lần lượt gặp mặt họ. Dạ sư phụ. Ta dẫn dắt bọn người máu nhuộm võ lâm, thánh đạo sẽ trở thành chánh đạo của giang hồ. Thánh chủ anh minh, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám chống. Thưa sư phụ, thập nhị giáo của Hồ Nam Giang Tây, họ đã nhận được thiệp mời của mình rồi. Trong đại đa số đó khiếp sợ quay danh của sư phụ và đã cam chịu thuần phục thánh đạo của mình. Sư phụ, tam bang tứ phái họ không có phản ứng tới việc này, chắc họ muốn ngồi yên để mà xem chuyện. Như vậy mình có nên chuẩn bị trước hay không? Võ lâm thiên hạ sắp về tay của ta, họ còn chuẩn bị cái gì? Bác kiến sư phụ. Giản Tuyết, mấy ổng rài ngươi làm cái gì? Bồn chồn sao xuyến bâng khuâng quá vậy? Bộ không phải đang nhớ tới Phương Thiện Nam hay sao? Hằng Ngọc, ngươi nói đi. Phương Thiện Nam là đệ tử của Châu Phối, sư muội quen với hắn tại đầm Giang Thủy. Hơn nữa hai người đã định chung thân. Sư phụ, con còn tưởng là tam sư muội sẽ khác biệt chứ, thì ra cũng là phái thích đàn ông. Thiếu sư muội cũng vậy, tam sư muội cũng vậy nữa. Sư phụ, Giang Tuyết làm như vậy cũng chỉ vì thánh đạo thôi. Người nói thiệt hay là đang đùa đây? Công chuyện của chúng ta tới nay vẫn chưa thành công. Bây giờ các đại môn phái đều có người của mình, người ba tỉnh đều nằm trong tầm mắt của mình. Nhưng mà đối với Quyết Trì Đồ, tới bây giờ mình còn chưa tìm ra được. Sư phụ, Châu Phối đã chết, bây giờ người biết được Quyết Trì Đồ ở đâu chỉ có thể có một mình Phương Thiện Nam. Giang Tuyết đã phạm ngôn quy, quan hệ với hắn cũng chỉ vì Quyết Trì Đồ thôi. Nếu như sư phụ cảm thấy con có tội, Giang Tuyết cam chịu thọ phạt. Hùng biện. Sư phụ, sư phụ đừng nghe nó nói. Người đứng dậy. Sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Phương Thiện Nam chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thực tế không đáng ngại. Giang Tuyết, ta cho ngươi một tháng thời gian, nếu còn chưa kiếm ra được Quyết Trì Đồ, ta sẽ giết ngươi. Ngươi liệu mà tính đó. Dạ sư phụ. Bây giờ hiện tại cái quan trọng nhất là chiêu hàng. Nếu tam bang tứ phái muốn ngồi chờ xem thì ta ép họ phải hành động. Ba người hãy mang thiệp tới Thượng quan Thế Gia, chính tay giao cho Thượng quan Thiên Bằng. Dạ sư phụ. Tốt nhất họ liên kết tấn công ta, để ta khỏi mất thời giờ. Bế mục mãn thân tọa, nhất quán tịnh tư thần, vô hữu nhập vô gian, sự dĩ chi vô dĩ. Để làm gì? Ta tới để đưa hắn đi. Đưa tôi đi. Cô lấy tư cách gì để mà đưa ảnh đi? Tư cách? Ta lấy tư cách trong đêm trăng ngà. Nè, đừng có nói. Tôi đi theo cô.
Vương đại ca, anh. Nguyên Sương, cô yên tâm, tôi sẽ trở về rất nhanh. Xin lỗi nha, khi rồi tôi không ra gặp cô. Nhưng mà sự thật tôi đã có ra. Nếu không gặp được cô. Không gặp ta, ngươi có nhớ ta không? Tôi. À nè, lần này cô kiếm tôi có chuyện gì không? Thiên hạ có nhiều thay đổi. Bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau, biết đâu nữa lát đây chúng ta là kẻ thù. Không đâu, mình bạn bè, thủy chung mới là bạn bè mà. Không bao giờ là kẻ thù đâu. Thiệt hả? Đương nhiên, cô không thể nào làm chuyện xấu. Được, nếu như ta có làm chuyện xấu, ta sẽ báo cho người biết trước. Ta tới đây báo cho người biết, ta sẽ làm chuyện xấu. Thừa lệnh của sư phụ, ta đã phát thiệp lên thượng quan thế gia rồi. Ở trong thiệp có tẩm thuốc độc, thuốc dính vô người, thịt xương sẽ tan rã. Ngươi đừng có rối vô nhau. Chuyện thật là độc ác. Cái tên nữ ma đầu này thì là hiểm độc quá. Hèn chi là không có người thật. Ngươi tự lo cho ngươi đi. Võ công thì không có bằng ai, mà tối ngày cứ lo cho Quyền Sương. Giảng bối Bồi Hồng Ngọc, Dân Mộng Liên, Mai Giáng Tuyết. Thừa lệnh gia sư đem thiệp mời tới. Từ khi phát thiệp tới nay đã làm kinh động võ lâm các phái. Những kẻ tà đạo thật là xôn xao. Xem ra chuyện này sẽ làm xáo động khí thế của võ lâm. Nếu thượng quan bảo chủ biết tình thế như vậy thì nên ngoan ngoãn thuần phục thánh chủ, đó mới là cách chọn lựa đứng đắn. Thượng quan ta 30 tuổi đã trưởng quản thượng quan bảo. Ta đã từng tham chiến bá trận, đích thân một mình ta có lần đã xông tới tổng đàn của tà giáo. Nay chỉ một tấm thiệp bắt ta quy hàng à? Như vậy là quá khinh khi ta đó. Bảo chủ thật là thẳng thắn, giảng bối cũng xin sẵn sàng. Xin nhận thiệp. Không ngờ đường đường một minh chủ lại không dám nhận thiệp như vậy. Ngày 7 tháng 7 phải tới đầu phục. Nếu như chối từ, giết không dung tha. Bảo chủ thật là khí thế siêu phàm, thánh đạo cung hầu tại giá. Quyền ba vị của nương báo lại quý sư. Thượng quan bằng ta sẽ ở đây để cung hầu đại giá quan lâm. Mình đi. Tiểu nữ, ngươi đừng có hòng bỏ đi. Ta kêu ngươi có nghe không? Hai vợ chồng người ta dòm qua ngó lại, cô bé nên biết điều một chút. Ngươi nói cái gì? Cô bé à, ngươi không biết là Phương đại ca của ngươi và tam sư muội của ta đã có định vợ chồng chung thân rồi hay sao hả? Em rể tương lai, ta nói có đúng hay không hả? Nguyễn Sương, kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.